Cuộc gặp bất thường giữa ông Putin và Ngoại trưởng Triều Tiên Điện Kremlin lên tiếng về đề xuất di rời thủ đô Nga tăng cường tuyển quân, bù đắp nhân mạng trên chiến trường Nga tấn công cứ điểm tập trung chiến binh ngoại quốc ở Ukraine Tổng thống Zelensky thừa nhận không muốn nóng băng xung đột Ukraine chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, điện Kremlin mới đây thông báo tổng thống Putin đã tiếp ngoại trưởng Triều Tiên bà Choi Sun Hui vừa có chuyến thăm tại Nga. Trước đó, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ngoại trưởng Triều Tiên Choi Sun Hui đã có cuộc hội đàm quan trọng. Ông Putin cũng được thông báo về kết quả cuộc hội đàm của bà Choi và ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhưng không được cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo John Hap, cuộc gặp trực tiếp với Ngoại trưởng Triều Tiên là điều bất thường bởi Tổng thống Nga ít khi hội đàm với người đứng đầu cơ quan ngoại giao các nước khác. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Son-hui để hội đàm việc mở rộng quan hệ giữa hai nước. Điện Kremlin chỉ cho biết, tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Choi và Ngoại trưởng Lavrov đã thảo luận về tình hình thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên, Nga tổ chức vào tháng 9 năm ngoái và các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Điện Kremlin cũng thông báo Tổng thống Putin đã nghe giải trình về kết quả cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng. Tuy nhiên, cơ quan này không tiết lộ cụ thể những thông tin Tổng thống Putin nhận được từ cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng hay chi tiết cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Choi. Trong một đoạn video được hãng thông tấn Ria Novosti đăng tải trên Telegram, Tổng thống Putin mỉm cười dạng dỡ và đề nghị bắt tay khi thấy Ngoại trưởng Choi đang đợi trong phòng tiếp tân. Pavel Zarubin, phóng viên của kênh truyền hình nhà nước Nga Russia 1, đăng một bức ảnh Tổng thống Putin nói chuyện với Ngoại trưởng Choi với nụ cười dạng dỡ và viết không có âm thanh nhưng nét mặt nói lên nhiều điều. Theo hãng tin Reuters, cuộc gặp giữa bà Choi và ông Putin là một trong những cuộc hội đàm song phương hiếm hoi được tổ chức tại Điện Kremlin trong bối cảnh hiện nay. Còn theo Yonhap thì đây là cuộc gặp bất thường bởi Tổng thống Putin ít khi hội đàm với người đứng đầu cơ quan ngoại giao các nước khác. Yonhap cho rằng việc Tổng thống Putin hội đàm trực tiếp với Ngoại trưởng Choi Son-hui đánh dấu đồng hồ điểm đến giờ G cho chuyến thăm Triều Tiên của ông chủ điện Kremlin. Bên cạnh đó, phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov ở Moscow, Ngoại trưởng Choi Son-hui xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được mời đến thăm Triều Tiên và Bình Nhưỡng hy vọng sẽ tăng cường trao đổi phái đoàn cấp cao. Với Moscow trong năm 2024, bà Choi Son Hui nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước, đồng chí Kim Jong Un và Tổng thống đồng chí Putin đã nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi trong các ngành nghề khác nhau cũng như các cuộc tiếp xúc cấp cao góp phần cải thiện phúc lợi của người dân hai nước thông qua các nỗ lực chung. Đồng chí Kim Jong Un sau đó đã mời Tổng thống Putin đến thăm đất nước chúng tôi vào thời điểm thuận tiện. Ngoại trưởng Triều Tiên khẳng định, nước này sẽ nỗ lực hết sức để phát triển quan hệ với Nga. Thưa quý vị, giữa lúc xung đột Nga-Ukraine diễn ra căng thẳng, Điện Kremlin bất ngờ nói về đề xuất di rời thủ đô. Theo phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Petkov cho hay, ý tưởng di rời thủ đô của Nga từ Moscow đến Ikuts ở phía đông Siberia là không thể thực hiện được. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Petkov thừa nhận, ông chưa đọc bức thư đề xuất di rời thủ đô Nga nhưng đã nắm được nội dung từ truyền thông. Theo đó, ông nhận định, ý tưởng di rời thủ đô của Nga từ Moscow đến Ikus ở Siberia là bất khả thi. Trước đó, trang tin Sakharai của Nga đã đăng một bức thư do tiến sĩ lịch sử Afanasy Nikolaev viết. Ông Nikolaev đề xuất với lãnh đạo đất nước rằng thủ đô của Nga nên được chuyển đến Ikus. Ông Nikolaev lập luận rằng điều này sẽ tạo điều kiện đảm bảo phát triển cân bằng giữa các khu vực tại châu Âu và châu Á của Nga. Ông còn gọi Ikus là một trong những trung tâm của táctari huyền thoại. Takhtari là tên của khu vực rộng lớn ở châu Âu và châu Á, nằm dưới sự kiểm soát của các bộ lạc Takta vào cuối thời Trung Cổ. Ikus là một trong những thành phố lớn nhất ở Siberia và là thủ phủ của vùng Ikus, Nga. Thành phố này nằm ở đông Siberia, cách hồ Baikan 66 km về phía tây và Moscow khoảng 5.200 km về phía đông. Năm 2022, Ikus có dân số khoảng 617.249 người, diện tích 432 km vuông. Thủ đô Moscow nằm ở phía Tây. Moscow đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử nước Nga. Ngày nay, Moscow không chỉ là trung tâm chính trị của Nga, mà còn là thành phố đông dân nhất đất nước. Thủ đô của Nga có diện tích 1.035 km2 và dân số trên 12 triệu người. Liên quan đến xung đột với Ukraine mới đây, Tổng thống Putin đã nói rằng cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine đã hoàn toàn thất bại và Kiev còn có thể bị tổn thại đến mức không thể khôi phục. Ông Putin nhắc lại việc một số cựu quan chức Ukraine từng tham gia vòng đàm phán ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột gần đây thừa nhận rằng Kiev đã có lúc sẵn sàng đặt thỏa thuận với Moscow. Ông Putin cho biết nếu Ukraine phớt lờ Anh thì xung đột lẽ ra đã sớm chấm dứt từ lâu. Điều này cho thấy Ukraine không thể tự đưa ra quyết định. Ông cũng nói các cuộc tập kích của Kiev nhằm vào dân thường Nga gần biên giới là hành động nhằm đánh lạc hướng dư luận, vì cuộc phản công quy mô lớn đã hoàn toàn thất bại. Mục tiêu phản công Ukraine đưa ra là giành lại toàn bộ lãnh thổ Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea. Ông Putin nói cuộc phản công của Kiev không chỉ thất bại thảm hại, mà thế chủ động trên tiền tuyến cũng đã hoàn toàn nghiêng về phía Nga. Đồng thời cảnh báo nếu mọi chuyện tiếp tục theo hướng này, Ukraine sẽ còn bị tổn hại đến mức không thể khôi phục. Và giới lãnh đạo Kiev sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì các chính sách và phương hướng mà họ đề ra. Quan chức tình báo Ukraine cho rằng, Nga hiện tuyển thêm được khoảng 30.000 binh sĩ một tháng, đủ bù đắp tổn thất sinh lực trên chiến trường. Vadim Skibitsky, quan chức thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR tiết lộ khoảng 1.000 đến 1.100 người gia nhập quân đội Nga mỗi ngày, tương đương 30.000 tân binh mỗi tháng. Quan chức này cho biết động lực chính để người Nga nhập ngũ là mức lương tháng trung bình 220.000 đến 250.000 rúp, tương đương 2.500 đến 2.800 đô la Mỹ, đặc biệt là những người tới từ các khu vực có mức sống thấp. Tuy không nhiều bằng số liệu ghi nhận trong 3 tháng cuối năm 2022, con số 30.000 tân binh mỗi tháng hiện tại là đủ để Nga bù đắp tổn thất về lực lượng tại chiến trường Ukraine, theo Skibitsky. Báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK trụ sở tại Mỹ nhận định, thông tin của ông Skibitsky tương đồng với kết quả nghiên cứu của họ. Quân đội Nga ở Ukraine hiện có thể luân chuyển lực lượng thường xuyên ở cấp độ chiến lược, báo cáo cho hay. Dù vậy, ông Skibitsky cho rằng Moscow có thể sẽ phải tiến hành một đợt huy động quân lớn nữa để xây dựng lực lượng dự bị chiến lược, song nhiều khả năng sẽ không diễn ra trước thêm bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm nay. Giới chức Ukraine trước đó nhận định Nga sẽ huy động thêm khoảng 500.000 quân để mở đợt tấn công xuân hè ở miền Đông và miền Nam. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin, Moscow từng tuyên bố sẽ không tiến hành huy động thêm quân sau khi đã phát lệnh động viên 300.000 quân vào tháng 9 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho rằng tiếp tục huy động quân là điều vô nghĩa, đồng thời cho biết chỉ một phần hai lực lượng dự bị động viên được điều đến Ukraine. Nga hiện triển khai hơn 617.000 binh sĩ tại Ukraine. Điện Kremlin không công bố thiệt hại của lực lượng Nga trong xung đột. Dòng quân đội Ukraine cho biết, Moscow đã tổn thất hơn 370.000 quân từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Trước đó, theo Tổng thống Putin, quân đội Ukraine đã tăng cường chiến dịch phản công nhưng đã chịu tổn thất nặng nề trong quá trình này. Theo ông, khoảng 60% xe bọc thép của Ukraine đã bị loại khỏi chiến trường trong các cuộc giao tranh trực tiếp, trong khi phần còn lại bị các phương tiện trên không của Nga nhắm trúng. Ông Putin tiết lộ, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề về lực lượng trong suốt cuộc tấn công. Ông thừa nhận quân đội Nga cũng chịu thương vong khi đẩy lùi cuộc tấn công này nhưng miêu tả sự khác biệt tổn thất giữa hai bên là rất lớn. Theo ông, Ukraine tổn thất số binh lính gấp 10 lần Nga trong giao tranh. Trong diễn biến có liên quan, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ mới đây, các lực lượng Nga có thể sẽ tiếp tục thử nghiệm và điều chỉnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine. Quân đội Nga gần đây đã tấn công Ukraine bằng nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa đạn đạo siêu vượt âm KH-47 Kinza. Cùng với đó, phía Nga đã triển khai các máy bay mồi nhử và máy bay không người lái xa hết để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Ukraine và cho phép lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa thành công. ISVK cho biết đã quan sát thấy các lực lượng Nga thử nghiệm nhiều kiểu tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm xâm nhập qua các hệ thống phòng không của Ukraine khi quân đội Ukraine thích nghi với các chiến thuật tấn công của Nga. Các nhà phân tích trước đây đánh giá rằng Nga có thể tăng cường nỗ lực cung cấp tên lửa đạn đạo từ nước ngoài vì chúng có thể thành công hơn trong việc tấn công các mục tiêu ở Ukraine trong một số trường hợp nhất định. Theo ISVK, quân đội Nga cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới trong những tuần tới, ngay khi mặt đất đóng băng ở miền đông và miền nam Ukraine, sau khi quân đội Ukraine kiệt sức vì bảo vệ các vị trí của họ ở Ukraine. Như đánh giá trước đây của ISVK, nhiệt độ dưới 0 độ C ở Ukraine hiện có khả năng cản trở các hoạt động ở tiền tuyến nhưng địa hình có thể sẽ trở nên thuận lợi hơn cho chiến tranh cơ giới hóa khi mặt đất đóng băng. Đồng thời, các nhà phân tích tiếp tục đánh giá rằng các lực lượng Nga có thể sẽ cố gắng duy trì hoặc tăng cường các cuộc tấn công cục bộ ở miền đông Ukraine nhằm giành lấy và duy trì thế chủ động bất chấp điều kiện địa hình và thời tiết mùa đông. Hãng RT đưa tin, Kharkov là một thành trì quân sự lớn của Ukraine ở phía đông và là bệ phóng cho các cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Nga gồm cả vụ ngày 30 tháng 12 năm 2023 nhằm vào Benkorod, khiến 25 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tối ngày 16 tháng 1, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào một điểm tập trung tạm thời của chiến binh ngoại quốc ở thành phố Kharkov. Phần lớn số chiến binh này là lính đánh thuê người Pháp. Kết quả của cuộc tấn công là tòa nhà nơi lính đánh thuê đồng quân đã bị phá hủy hoàn toàn, hơn 20 người được đưa tới bệnh viện. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ thăm thủ đô Kiev của Ukraine trong tháng 2. Thêm rằng Paris đang xây dựng thỏa thuận an ninh song phương mới với Kiev và sẽ công bố nội dung trong chuyến thăm này. Ông cũng thông báo Pháp sẽ chuyển giao hơn 40 tên lửa hành trình tầm xa SCAP và hàng trăm quả bom chưa rõ chủng loại cho Ukraine. Ưu tiên của châu Âu là ngăn Nga giành chiến thắng, ông chủ điện Elisi nói với các phóng viên. Pháp lần đầu cung cấp tên lửa scap eg cho Ukraine hồi tháng 7 năm ngoái, hai tháng sau khi Anh tiến hành động thái tương tự, nhưng không rõ số lượng chuyển giao khi đó. Tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow scap EG do Anh và Pháp hợp tác phát triển có tốc độ tối đa 1.000 km h đủ sức đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250 đến 560 km tùy biến thể. Mỗi quả đạn có giá hơn 3 triệu đô la Mỹ. Không quân Ukraine sử dụng chúng để tấn công những mục tiêu giá trị cao, được lưới phòng không bảo vệ và nằm sâu trong lãnh thổ Nga kiểm soát. Trước đó, tân ngoại trưởng Pháp Stephen Sajon và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock tuyên bố hai quốc gia này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi còn thấy cần thiết. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, quan chức ngoại giao Pháp và Đức cùng khẳng định chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng tôi phải hỗ trợ người Ukraine khi còn cần. Ngoại trưởng Đức, bè A B. cho biết nước này sẽ đứng về phía Ukraine chừng nào còn cần thiết. Ngoại trưởng Pháp Sejuane cũng đã hội kiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của ông, đồng thời cam kết Paris sẽ duy trì hỗ trợ Ukraine. Trong bài phát biểu, ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về nhu cầu phòng thủ của Ukraine, bao gồm việc sản xuất chung máy bay không người lái, pháo binh và tăng cường hơn nữa khả năng phòng không. Cùng thời điểm, tại Davos, Thụy Sĩ, các cổ vấn an ninh quốc gia của 83 nước trên thế giới đã tổ chức vòng thảo luận thứ tư dựa trên đề xuất 10 điểm về hòa bình lâu dài ở Ukraine của Tổng thống Zelensky trước thềm diễn đàn kinh tế thế giới WEF. Cuộc đàm phán do tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Zermak và Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassis đồng chủ trì. Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Cassis cho biết cuộc đàm phán phải tìm cách để có sự tham gia của Nga vào một thời điểm nào đó. Về phần mình, ông Zermak cho biết cuộc đàm phán diễn ra cây mở, mang tính xây dựng và chi tiết về các nguyên tắc chính để đạt được hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine. Theo ông, mặc dù có những khác biệt về cách thức đạt được hòa bình, nhưng các bên đều nhất trí về những nguyên tắc cơ bản theo luật pháp quốc tế, cũng như các quy chế của Liên Hợp Quốc. Ba cuộc đàm phán cấp cố vấn an ninh quốc gia tương tự trước đó được tổ chức lần lượt tại Copenhagen, Đan Mạch tháng 6 năm 2023, Zda, Ả Rập Xê Út tháng 8 năm 2023 và Manta tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky xác nhận tại diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos rằng ông không muốn đóng băng xung đột Đồng thời, ông thừa nhận rằng ông đang nhận được câu hỏi về việc bắt đầu đàm phán với Nga. Ngoài ra, ông Zelensky lại yêu cầu lãnh đạo các nước phương Tây tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga, đồng thời chỉ trích họ đã khuyến khích Kiev xuống thang xung đột. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng ông không muốn cuộc xung đột ở Ukraine bị đóng băng. Ông nói rằng bất kỳ cuộc xung đột đóng băng nào cuối cùng cũng sẽ bùng phát trở lại. Theo ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ theo đuổi cuộc xung đột Ukraine ngay cả khi giao tranh tạm dừng trên mặt trận rộng lớn. Ông Zelensky một lần nữa kêu gọi lãnh đạo phương Tây tăng cường áp lực trừng phạt lên Nga, đồng thời chỉ trích việc họ kêu gọi Kiev giảm leo thang xung đột. Ông nói rằng để đánh bại lực lượng Nga ở Ukraine, lực lượng quân sự nước này cần sự giúp đỡ từ phương Tây để tăng cường khả năng quân sự trên không. Ông cho hay phải giành được ưu thế trên không cho Ukraine, các đối tác biết những gì cần thiết và với số lượng bao nhiêu, điều này sẽ tạo ra bước tiến trên thực địa. Cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái phần lớn đã không thành công và các đồng minh của nước này ở Washington và Brussels đang phải vật lộn để đảm bảo viện trợ tài chính cho Ukraine. Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói tình hình Ukraine trên chiến trường đang rất khó khăn. Nga đang tấn công trên nhiều tiền tuyến, và tất nhiên, cuộc tấn công lớn mà người Ukraine phát động vào mùa hè năm ngoái đã không mang lại kết quả như mong đợi. Nga ngày càng mạnh lên, đây là vấn đề nghiêm trọng và không bao giờ được phép đánh giá thấp Nga. Nga phát động chiến dịch ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Các phái đoàn Nga và Ukraine đã tham gia một số vòng đàm phán hòa bình kể từ đó, nhưng các cuộc đàm phán này đã đi vào bế tắc. Vào tháng 10 năm 2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh tuyên bố Kiev không thể tổ chức đàm phán hòa bình trừ khi ông Vladimir Putin còn là tổng thống Nga. Vào tháng 11 năm 2022, ông Zelensky công bố sáng kiến hòa bình 10 điểm hay còn gọi là công thức hòa bình. Nội dung sáng kiến này bao gồm việc trao đổi tù nhân với Nga, đảm bảo an ninh cho Ukraina và quay trở lại biên giới trước năm 2014. lên tiếng về đàm phán hòa bình với Nga. Tổng thống Zelensky nói rằng lệnh ngừng bắn trong xung đột ở Ukraine sẽ không dẫn đến đối thoại chính trị và sẽ chỉ có lợi cho Moscow. Theo lãnh đạo Ukraine, bất kỳ sự tạm dừng nào cũng sẽ cho phép Nga tập hợp lại và tăng cường cung cấp đạn dược và chúng tôi sẽ không mạo hiểm. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần 2 năm và dần trở thành một cuộc chiến tiêu hao đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiều nước đang cân nhắc về việc tiếp tục bơm tiền viện trợ quân sự để kiếp chống lại Moscow. Trước bối cảnh xung đột Nga Ukraina đang rơi vào bế tắc, nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraina. Mới đây, phát biểu tại họp báo ở Davos nơi diễn ra cuộc thảo luận về công thức hòa bình do Ukraina đề xuất, ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cũng kêu gọi Nga tham gia hội nghị về Ukraina, nhấn mạnh không thể có hòa bình trong khu vực nếu không có sự tham gia của Moscow. Tháng 12 năm ngoái, Thượng nghị sĩ Mỹ J.D. Vance cũng đã nói Nga và Ukraine cần đàm phán và chấp nhận từ bỏ thứ mà họ không muốn nhượng bộ để chấm dứt cuộc xung đột, ám chỉ việc Kiev chấp nhận mất những vùng lãnh thổ Moscow đang kiểm soát ở Ukraine. Stian Jensen, tránh văn phòng Tổng thư ký NATO trước đó cũng gợi ý Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để được kết nạp vào liên minh, xong bị Kiev chỉ trích mạnh mẽ và phải đưa ra lời xin lỗi. Tổng thống Vladimir Putin thời điểm đó cũng cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev dựa trên lợi ích quốc gia của Moscow. Ông trước đó cũng nhiều lần đề cập việc thảo luận giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Song giới chức phương Tây cho rằng lãnh đạo Nga sẽ chờ kết quả bầu cử Mỹ 2024 trước khi tiến hành các nỗ lực đàm phán thực sự. Ngày 16 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cam kết duy trì liên tục sự hỗ trợ của Washington cho Kiev, bất chấp việc tranh cãi tại Quốc hội Mỹ liên quan phê duyệt nguồn tài trợ mới. AFP đưa tin, trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Blinken nói rằng, chúng tôi quyết tâm duy trì sự ủng hộ của mình dành cho Ukraine và chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với Quốc hội để thực hiện điều đó. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan, người cũng tham gia cuộc gặp trên và nói với ông Zelensky rằng Mỹ và các đồng minh quyết tâm đảm bảo rằng Ukraine thắng. Cảm ơn chính quyền Tổng thống Joe Biden và sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine đặc biệt chỉ ra hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã giúp Kyiv bắn hạ hàng loạt tên lửa của Nga. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm bàn về vấn đề viện trợ cho Kyiv trong bối cảnh Ukraine sắp bước sang năm xung đột thứ ba với Nga. Theo người phát ngôn chính phủ Đức, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng chính sách cung cấp cho Ukraine hỗ trợ tài chính, nhân đạo và quân sự là vô cùng quan trọng khi xung đột tiếp diễn. Trong khi đó, theo tuyên bố của Nhà Trắng, hai bên đã thống nhất phối hợp để tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Đến nay, Đức đã cam kết cung cấp cho Kiev hơn 7 tỷ euro, 7,6 tỷ đô la Mỹ khí tài quân sự trong năm 2024. Mỹ hiện là đồng minh quan trọng nhất của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh châu Âu rất lo ngại trước nguy cơ Tổng thống Biden có thể bị buộc phải cắt viện trợ cho Ukraine do những chướng ngại ở Quốc hội. Hiện tại, đề xuất về khoản viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine đang bị những nhân vật theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng Hòa phản đối. Họ cho rằng số tiền này nên được dùng để xây dựng bức tường ở biên giới phía nam nước Mỹ với Mexico và cải cách luật nhập cư. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã cho biết Paris sẽ hoàn tất thỏa thuận song phương để đảm bảo an ninh cho Kiev trong những tuần tới và dự kiến công bố việc ký kết thỏa thuận này trong chuyến thăm Ukraine vào tháng 2. Tổng thống Macron nói, chúng tôi đang hoàn tất thỏa thuận song phương về các điều kiện bảo đảm sẽ được ký trong những tuần tới. Chúng tôi sẽ tiến hành chuyển giao vũ khí mới, bao gồm khoảng 40 tên lửa Scalp và hàng trăm quả bom mà Ukraine chờ. Cũng trong sự kiện, Tổng thống Macron nói thêm, Pháp đã và đang chuyển sang nền kinh tế chiến tranh để đẩy mạnh sản xuất quân sự. Điều này sẽ cho phép Pháp cung cấp nhiều thiết bị hơn cho Ukraine, đặc biệt là pháo César. Hồi tháng 6 năm 2023, Tổng thống Macron nhấn mạnh Pháp phải tham gia nền kinh tế chiến tranh và thông báo một đợt đánh giá lại ngân sách quân sự. Vào thời điểm đó, Tổng thống Pháp để ngỏ khả năng cho một đợt tăng chi tiêu quân sự mới trong bối cảnh xung đột ở Ukraine phần nào thể hiện tình trạng thiếu hụt vũ khí dự trữ của Pháp. Vào cuối tháng 12 năm 2023, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Grasimov cho biết Anh và Pháp đã cung cấp hơn 200 tên lửa không đối đất Storm Shadow và Scalp cho Kiev. Chúng đang được sử dụng để tấn công các mục tiêu dân sự ở Crimea và Donbass. Các nước phương Tây, bao gồm cả các quốc gia thành viên EU, đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Điện Kremlin liên tục cảnh báo việc cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ đẩy cuộc xung đột leo thang hơn nữa. Ngoài ra, báo Rzyk của Ba Lan đưa tin rằng các nhà thầu quốc phòng của Ba Lan cũng đang phải trải qua thời kỳ bùng nổ đáng kể, mở rộng sản xuất, nâng cấp công nghệ và nhận được các khoản đầu tư lớn do cuộc xung đột ở Ukraine. Các công ty Ba Lan đang tăng cường năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu cấp thiết. Nguồn tin trên đưa ra một số ví dụ như nhà máy sản xuất vũ khí Lück Nix ở Radom đề ra kế hoạch sản xuất 100.000 khẩu súng trường mỗi năm, một mục tiêu có thể được coi là tuyệt vời trước khi xung đột nổ ra. Nhà máy Radom cũng đang tiến hành hiện đại hóa, thay thế thiết bị cũ bằng máy móc mới và có kế hoạch mở rộng cơ sở sản xuất, mặc dù nhà máy còn khá mới, được thành lập cách đây 10 năm. Nhà thầu quốc phòng Huta Stalova Vola được biết đến với các loại pháo hạng nặng như pháo tự hành Krab và súng cối tự động Rak cũng được thiết lập để sản xuất xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân. Project Portfolio viết, công ty gần đây đã hoàn thành việc nâng cấp với chi phí hàng chục triệu zloty, một zloty bằng 0,25 đô la Mỹ và nhận thấy khoản đầu tư của mình không đủ so với nhu cầu hiện tại. Giám đốc điều hành Huta Stalova Vola, Jan Svedo đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng công nghiệp trong 2 năm với các địa điểm mới và khoản đầu tư lên đến hàng trăm triệu zloty. Trong khi đó, quá trình hiện đại hóa nhà máy đóng tàu tại Remontova, Shipbuilding và PGZ Vojana sắp hoàn thành với kế hoạch đóng 3 tàu khu trục đa năng Swordfish thế hệ tiếp theo trị giá 15 tỷ PLN, tương đương 3,75 tỷ đô la Mỹ. Autosan, ban đầu là nhà sản xuất xe buýt điện, cũng đã bắt đầu sản xuất một loại xe bọc thép mới, Varan. Bên cạnh đó, Nitrochem, nhà sản xuất chất nổ hàng đầu thế giới và lớn nhất ở châu Âu, hiện đang hoạt động suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Hungary Viktor Orbán ngày 16 tháng 1, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố ủng hộ quan điểm của Budapest là phản đối sửa đổi ngân sách EU nhằm phân bổ 50 tỷ euro viện trợ cho Ukraine. Thủ tướng Slovakia cũng lặp lại rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine không thể giải quyết bằng việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Fico nói, hãy tìm một số phương pháp khác để giải quyết vấn đề này nếu tiếp tục viện trợ 50 tỷ euro và gửi hàng trăm loại vũ khí mới thì chúng ta sẽ không giải quyết được điều gì. Trước đó, Thủ tướng Orbán đã tuyên bố rằng Hungary phản đối việc cấp cho Ukraine khoản viện trợ 50 tỷ euro trong 4 năm, cho rằng đây là vi phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của các thành viên EU. EU dự kiến sẽ xem xét gói viện trợ trên tại Hội nghị Thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu vào ngày 1 tháng 2 tới. Thủ tướng Slovakia ngày 16 tháng 1 đã có chuyến thăm Hungary và gặp người đồng cấp nước chủ nhà Viktor Orbán. Ông Robert Fico được coi là đồng minh chủ chốt của chính phủ Hungary ở khu vực Trung Âu sau chuyến thăm Cộng hòa Séc vào tháng 11 năm ngoái, đây mới chỉ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của Thủ tướng Slovakia. Sau cuộc hội đàm song phương, Thủ tướng Orbán cho rằng quan hệ giữa Hungary và Slovakia chưa bao giờ tốt như hiện tại, bởi vì hai nước liên kết trong EU theo cách tăng cường sức mạnh cho nhau về thể chế, kinh tế, năng lượng và an ninh. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Slovakia, ông Orbán nhấn mạnh rằng lợi ích của Hungary và Slovakia ít nhất 99% cùng hướng và chủ quyền là quan trọng đối với cả hai nước. Ông Orbán nêu rõ Chúng tôi không hài lòng với các sáng kiến siêu nhà nước của Bruxelles. Chúng tôi cũng không hài lòng với những nỗ lực hợp pháp hóa việc di cư bất hợp pháp. Chúng tôi muốn bảo vệ biên giới của mình và chúng tôi muốn quyết định sẽ cho phép ai vào đất nước của chúng tôi. Về phần mình, ông Fico nhấn mạnh rằng Slovakia và Hungary có chung quan điểm về tương lai của EU liên quan đến quyền phủ quyết. Ông nói, nếu các quốc gia thành viên EU bị tước bỏ quyền phủ quyết và các vấn đề cơ bản như an ninh, chính trị được quyết định bởi đa số, thì đó là sự khởi đầu cho sự kết thúc của EU trước đó theo đài rt của nga trong cuộc phỏng vấn với trang tin express của áo khi được hỏi nên làm gì để đạt được lệnh ngừng bắn ở ukraine ngoại trưởng hungary peter szijjarto cho rằng ngừng các chuyến hàng vũ khí nước ngoài tới kiev là ưu tiên hàng đầu ông szijjarto nói càng cung cấp nhiều vũ khí cho ukraine chiến tranh càng kéo dài và chiến tranh càng kéo dài thì càng có nhiều người thiệt mạng rõ ràng những gì đã làm cho đến nay vẫn chưa thành công nhiều vũ khí được chuyển giao nhưng chiến tranh chỉ kéo dài rất nhiều tiền đã được chi cho ukraine nhưng tình trạng tàn phá vẫn diễn ra nhấn mạnh về khả năng quân đội nga sẽ tiến tới kiev trong trường hợp ukraine không có khả năng tự vệ nhà ngoại giao này cho biết kịch bản đó chỉ có thể tránh được bằng các cuộc đàm phán và một tiến trình hòa bình mới ông nói điều này cần được ngăn chặn bằng việc kết thúc chiến tranh ngay lúc này chừng nào điều đó không xảy ra chiến tranh còn có nguy cơ khốc liệt hơn và ngày càng nhiều người có nguy cơ thiệt mạng hơn cuộc chiến này đáng lẽ đã kết thúc từ hôm qua ngoại trưởng hungary cho rằng các bên tham chiến và các quốc gia sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán cần đối thoại nhiều hơn. Đồng thời ông nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất là duy trì các kênh liên lạc luôn mở. Vị quan chức này lưu ý, ông thường bị các đồng nghiệp châu Âu và Bruxelles xúc phạm sau các cuộc gặp với người đồng cấp Nga. Nhưng theo ông, nếu không có đàm phán thì không có chút hy vọng nào về hòa bình. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hungary cũng cho hay, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã không thể khiến nền kinh tế của Nga suy sụp như dự tính. Ngược lại, nó cho thấy cách tiếp cận quyết liệt hơn đã phản tác dụng và không thể chấm dứt giao tranh. Budapest nằm trong số ít quốc gia EU từ chối tham gia chiến dịch trừng phạt hoặc cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraine. Thay vào đó, chọn duy trì quan hệ với Nga. Bất chấp áp lực từ các thành viên khác trong khối, Thủ tướng Viktor Orbán đã từ chối phê duyệt gói viện trợ mới nhất của Bruxelles dành cho Kiev, khiến nguồn vốn này đã bị trì hoãn kể từ tháng 12 năm 2023. Nhà lãnh đạo Hungary cũng đe dọa phủ quyết việc Ukraine gia nhập liên minh, cho rằng điều này gây ra nhiều rủi ro cho khối và nền kinh tế của nước này, cũng như thực tế là Kiev vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bế tắc của EU xảy ra vào thời điểm Mỹ, quốc gia phương Tây viện trợ lớn nhất của Ukraine, đã cạn tiền viện trợ do gói chi tiêu trị giá 61,4 tỷ đô la Mỹ bị quốc hội ngăn chặn. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba thừa nhận đất nước của ông không có kế hoạch B nếu nguồn vốn cạn kiệt, đồng thời cho biết không có giải pháp thay thế nào cho các khoản viện trợ của Mỹ. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang Nga vừa qua công bố video sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng di động Konet tấn công chính xác vào xe bọc thép của Ukraine từ khoảng cách gần 8 km. Mặt khác, trong bối cảnh các đồng minh phương Tây ủng hộ Kiev ngày càng lo ngại rằng nước này không có khả năng đánh bại Nga bằng giải pháp quân sự và đang thúc giục Ukraine tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Trong khi đó, Tổng thống Nga đã cảnh báo Ukraine phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc xung đột hiện tại và phải hứng chịu đòn tấn công không thể phục hồi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa chống tăng konet lập kỷ lục chiến đấu mới khi tiêu diệt xe chiến đấu bộ binh Ukraine từ khoảng cách gần 8 km. Cụ thể, trong một video vừa được Nga công bố cho thấy, tên lửa chống tăng dẫn đường vác vai 9M133 konet đã loại bỏ xe chiến đấu bộ binh IFV của Ukraine và tổ lái bằng một đòn tấn công chính xác. Theo bộ này, xe bọc thép của đối phương bị bắn trúng ở khoảng cách 7.800 m, trong khi trên lý thuyết, tên lửa này chỉ tấn công mục tiêu ở cự ly khoảng 5.500 m. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhờ sử dụng máy ảnh nhiệt hiện đại nên tầm phát hiện mục tiêu và hiệu quả bắn tăng lên đáng kể. Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, việc sử dụng công nghệ như máy ảnh nhiệt và hệ thống tên lửa chống tăng cho phép thực hiện các cuộc tấn công tầm xa và chính xác hơn. Kể từ khi ra đời cho đến nay, 9M133 Cornet đã khiến một số dòng xe tăng chủ lực mạnh mẽ phải gục ngã. Trong số này phải kể đến dòng xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất và cả dòng vua tăng Merkava do Israel phát triển. Sức công phá mạnh mẽ cùng độ chính xác cao khiến cho 9M133 Cornet trở thành một trong số ít những vũ khí diệt tăng được tín nhiệm nhất. Tên lửa chống tăng 9M133 Cornet hiện được Nga cùng 7 quốc gia khác đang sử dụng. 9M133 Cornet được Nga thiết kế và đưa vào biên chế năm 1994. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Nga đã liên tục nâng cấp loại tên lửa chống tăng nguy hiểm này. Ngoài chống xe tăng và thiết giáp, tên lửa chống tăng 9M133 Cornet còn rất đắc lực trong việc tấn công vào vị trí tập trung binh lực, công sự chiến đấu của đối phương một tổ hợp tên lửa chống tăng Konet gồm 3 thành phần chính, đạn tên lửa 9M133 Konet, giá phóng 3 chân 9P1631 và kính ngắm nhiệt 1PN791. Konet được vận hành bởi kíp pháo thủ 2 người, có thể gắn lên các loại xe cơ giới và kể cả tàu chiến. Trong khi đó, vừa qua RT dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong sự kiện tại Moscow cho biết, cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại và nếu điều này tiếp diễn, chính quyền Kiev có thể hứng chịu đòn tấn công không thể phục hồi. Cũng theo Tổng thống Nga, nếu chính quyền Ukraine biết thông qua quyết định đúng đắn, thì mọi chuyện lẽ ra đã kết thúc từ lâu. Tuy nhiên, sau chuyến thăm của cựu Thủ tướng Boris Johnson của Anh đến Kiev, chính quyền Ukraine đã từ bỏ đàm phán hòa bình và tiếp tục chọn đối đầu quân sự với Moscow. Tổng thống Putin nói, họ không tỉnh táo, nếu Ukraine phớt lờ đề xuất của Boris Johnson thì cuộc chiến có thể đã kết thúc từ lâu. Điều này một lần nữa chứng minh rằng chính quyền Kiev không có quyền tự chủ. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng cái gọi là công thức hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất không hề mang tính xây dựng. Tổng thống Putin nhận định, các cuộc tấn công mới nhất của Kiev nhằm vào dân thường Nga là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng người dân của họ và các nước đồng minh phương Tây trước chiến dịch phản công thất bại. Cuộc phản công của Kiev không chỉ thất bại mà nó còn chuyển thế chủ động trên chiến trường cho quân đội Nga. Ông Putin nói, nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, chính quyền Kiev có thể bị giáng một đòn tấn công không thể phục hồi, đồng thời cho rằng Kiev phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc xung đột hiện tại, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga luôn luôn đã, đang và sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Quan chức Ukraine vừa qua nói phòng không nước này bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm A-50 và làm hư hại phi cơ chỉ huy IN-22 của Nga. Theo ông Misiagin, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine, chiếc A-50 bị rơi, còn chiếc In-22 cố gắng tiếp cận sân bay gần nhất, song biến mất khỏi radar khi bắt đầu hạ độ cao ở gần thành phố Kurt trên Crimea, bán đảo mà Nga sắp nhập năm 2014. Trong khi đó, phát ngôn viên không quân Ukraine, đại tá Yuri Inat nói, việc Nga mất chiếc máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS A-50 do bị Kiev bắn rơi sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến việc phân bổ lực lượng trên bầu trời. Tuy nhiên sự kiện này có thể sẽ buộc không quân Nga hành xử thận trọng hơn. Ông Inat nói trong một bình luận trên báo Ukrainska Pravda rằng không quân Ukraine giờ đây có thể thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả như vậy nên Moscow có thể sẽ hành xử thận trọng hơn. Tất nhiên, đây là một đòn giáng nặng nề vào không quân Nga và quan trọng nhất là vào hình ảnh của chính quyền Nga việc mất một chiếc máy bay như A-50 có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử. Đồng thời, Nga vẫn có một số máy bay mang radar trinh sát tầm xa đang hoạt động và Moscow sẽ không dừng lại. Trên thế giới, nhiều nước sở hữu máy bay AWACS, tuy nhiên chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào về loại máy bay này bị bắn hạ. A-50 là máy bay cảnh báo sớm có thể quét khu vực có khoảng cách đến vài trăm km để tìm máy bay, tàu thuyền và tên lửa của đối phương. Máy bay này có thể xác định đồng thời 300 mục tiêu xác định và theo dõi tên lửa phóng từ khoảng cách trên bộ cách 800 km và các mục tiêu trên biển cách 300 km. Quân đội Ukraine cho rằng Nga đã sử dụng máy bay này rất nhiều để chuẩn bị và tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính một chiếc A-50 có giá 330 triệu đô la Mỹ. Chưa rõ Nga có bao nhiêu máy bay loại này, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Anh năm 2021 đưa ra báo cáo cho rằng Nga có 9 chiếc trong đó có 4 chiếc thuộc phiên bản A50U được hiện đại hóa. Bên cạnh thông tin về máy bay A50, một blogger quân sự Nga chuyên đăng về các vấn đề không quân đã đăng hình ảnh phần đuôi đầy mảnh đạn của chiếc in 22 trên đường băng và ca ngợi phi hành đoàn là những anh hùng thực sự. Ngoài ra, giới chuyên gia mô tả A50 là trung tâm chỉ huy, kiểm soát và giám sát quan trọng đối với máy bay và hệ thống tên lửa đất đối không của Nga, cung cấp cảnh báo sớm tầm xa và thông tin mục tiêu về máy bay bay tầm thấp của Ukraine. SBU đưa tin trên Telegram ngày 16 tháng 1, cơ quan an ninh SBU của Ukraine vừa bắt giữ một gián điệp của cơ quan tình báo quân đội Nga GRU, người được giao nhiệm vụ điều chỉnh mục tiêu tên lửa ở khu vực Zaporizhia. Theo New Voice of Ukraine, nghi phạm là nhân viên bảo vệ tại một trường mẫu giáo địa phương, được GRU tuyển dụng vào tháng 12 năm 2023. Anh ta đã giúp lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào các tòa nhà ở Stepnohurst vào đêm giao thừa năm 2024. Kết quả của cuộc tấn công là một người đàn ông 43 tuổi đã thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy hoàn toàn. Theo thông báo đăng trên trang web của lực lượng phản gián thuộc cục an ninh Ukraine, đối tượng nghi là điệp viên GRU nói trên bị phát hiện khi đang thực hiện các hành vi do thám nhằm tìm kiếm nhiều cơ sở quân sự và tập đoàn quốc phòng Ukraine tại tỉnh Zaporizhia. Thông cáo viết: Trước tiên, người này quan tâm tới những tập đoàn có liên quan tới việc sản xuất đạn dược cho các xe bọc thép hạng nặng, tên lửa hay các loại pháo. Ngoài ra, đối tượng cũng xác định các điểm triển khai tạm thời của nhiều đơn vị vũ trang cùng trang thiết bị Ukraine và tiến hành quay phim chụp ảnh những nơi đó. Để tránh bị chú ý, người đàn ông này di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng và lén chụp ảnh các cơ sở hạ tầng mà bản thân tin đó là những cơ sở sản xuất quân sự. Cũng theo cơ quan này, đối tượng trên được GRU tuyển dụng ngay khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra và bắt đầu hoạt động do thám tình báo kể từ mùa thu năm ngoái. GRU tới nay chưa bình luận về thông cáo và những hình ảnh được phía Ukraine công bố. Ngược lại trước đó, theo Pravda, Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB đã bắt giữ một người đàn ông cư trú tại bán đảo Crimea vì cung cấp thông tin tình báo quân sự cho Ukraine. Báo cáo điều tra của FSB cho biết, người này đã chụp ảnh và quay video tiết lộ vị trí của các đơn vị Nga đang đóng tại Crimea. Đối tượng này thậm chí còn sử dụng một phần mềm đặc biệt để xác định cụ thể tọa độ nơi quân đội Nga đặt các khí tài quan trọng. Người đàn ông này dự kiến sẽ bị truy tố với tội danh phản quốc. Cùng ngày, cơ quan chức năng Nga cũng bắt giữ một điệp viên Ukraine tại thành phố Izhevsk. Người này đang chế tạo chất nổ và lên kế hoạch ám sát một quan chức quân sự địa phương, lực lượng chức năng Nga tiết lộ. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sắp tới, Nga có thể mở điểm bỏ phía bầu Tổng thống tại Mỹ. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh do xung đột ở Ukraine. Trong đó, Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine và cùng phương Tây áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề với Nga. Vào ngày 17 tháng 1, Nga mở các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại ba cơ sở ngoại giao của nước này tại Mỹ. Hãng AFP dẫn lời đại sứ Antonov nói rõ rằng, chúng tôi dự định mở ba điểm bỏ phiếu ở Mỹ, tại đại sứ quán ở Washington, cũng như các lãnh sự quán ở New York và Houston. Nhà ngoại giao đã gửi một công hàm tới Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden tăng cường các biện pháp an ninh, cấm biểu tình ở bên ngoài các cơ quan ngoại giao của Nga trong thời gian diễn ra bầu cử. Đại sứ Antonov nói, tình hình an ninh gần đại sứ quán và lãnh sự quán của chúng tôi đã xấu đi rõ rệt và điều này khiến chúng tôi hết sức quan ngại. Chúng tôi thường xuyên chứng kiến các cuộc biểu tình và hành động khiêu khích do những người ủng hộ Kiev tổ chức bên ngoài các cơ quan đại diện ngoại giao Nga. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Moscow-Washington đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh do xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Nga cho biết Họ vẫn chưa quyết định liệu việc bỏ phiếu có diễn ra ở những nước mà họ gọi là các nước châu Âu không thân thiện hay không. Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova nói rõ, "Chúng tôi đang yêu cầu các nước đảm bảo an ninh, quyết định sẽ được đưa ra vào cuối tháng 1." Cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 3 tới, có khả năng sẽ kéo dài thời gian cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin ít nhất là đến năm 2030. Ông Vladimir Putin được bầu làm tổng thống Nga vào năm 2000 và phục vụ hai nhiệm kỳ 4 năm cho đến năm 2008. Mặc dù nhiệm kỳ tổng thống ở nước này không bị giới hạn về mặt kỹ thuật, vào thời điểm đó, một cá nhân chỉ có thể phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp. Ông Putin sau đó trở thành thủ tướng dưới thời Dmitry Medvedev, người giữ chức tổng thống Nga từ năm 2008 đến năm 2012. Dưới thời Medvedev, nhiệm kỳ tổng thống được kéo dài lên 6 năm. Ông Putin quay lại cương vị tổng thống Nga kể từ năm 2012 và hiện đang phục vụ nhiệm kỳ 6 năm thứ hai sau khi tái đắc cử vào năm 2018. Thời gian giữ chức vụ tổng thống Nga đã được cải tổ trong một cuộc cải cách hiến pháp lớn được triển khai vào năm 2020. Theo các sửa đổi, quy định về hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp cho một người đã bị bãi bỏ và giới hạn cứng cho hai nhiệm kỳ 6 năm đã được đưa ra. Tuy nhiên theo một bản sửa đổi do nghị sĩ nổi tiếng Valentina Tereskova, một cựu phi hành gia soạn thảo, các nhiệm kỳ của tổng thống Putin trước khi sửa đổi hiến pháp đã bị vô hiệu hóa, cho phép ông được ra tranh cử vào năm 2024 và cả vào năm 2030 nếu ông muốn làm như vậy. Một số nhân vật của công chúng và giới chính trị gia đã công bố ý định tranh cử tổng thống Nga trong năm 2024. Các ứng cử viên độc lập phải thu thập ít nhất 300.000 chữ ký từ những người ủng hộ để nộp đăng ký trong khi những người được các đảng đề cử phải thu thập ít nhất 100.000 chữ ký, các ứng viên được đề cử bởi các đảng có đại diện trong Quốc hội Nga được miễn yêu cầu thu thập chữ ký. Tuy nhiên, theo giới quan sát thì nước Nga vẫn chưa có một gương mặt sáng giá nào có thể cạnh tranh với tổng thống đương nhiệm Putin. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng tình trạng gian lận đã xảy ra trong những cuộc bầu cử trước đây ở Mỹ do cách thức bỏ phiếu qua đường bưu điện. Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn ngày 16 tháng 1, khi so sánh hình thức bầu cử ở Nga và Mỹ, có thể làm sai lệch bất cứ điều gì, cũng giống như các cuộc bầu cử trước đây ở Mỹ bị gian lận thông qua hình thức bỏ phiếu qua thư. Họ mua các lá phiếu với giá 10 đô la Mỹ, điền vào rồi quẳng vào thùng thư mà không có ai giám sát. Mọi thứ diễn ra chỉ vậy thôi. Bình luận được tổng thống Nga đưa ra để trả lời câu hỏi về việc bỏ phiếu ở Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk Bốn vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022. Theo ông Putin, bầu cử ở những khu vực này diễn ra trung thực, minh bạch vì người dân đi bỏ phiếu trực tiếp, không giống như ở Mỹ. Tổng thống Nga nói, không ai ép buộc hay cấm đoán người dân ở đó phải có mặt tại điểm bầu cử, họ chỉ đơn giản là tự đi bầu. Đây là gì nếu không phải là dân chủ? Dân chủ là khi người dân thể hiện ý nguyện của mình. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc gian lận bầu cử ở Mỹ tạm gác lại những tuyên bố nghi ngờ của ông Putin về sự công bằng của cuộc bỏ phiếu Tổng thống Mỹ, thì hiện tại, ông Donald Trump đã vượt qua hai đối thủ gần nhất của mình để giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa. Hai đối thủ chính của ông Trump là bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đồng thời là cựu thống đốc bang South Carolina và ông Ron DeSantis, thống đốc bang Florida. Các hãng truyền thông lớn của Mỹ như kênh truyền hình CNN dẫn kết quả kiểm phiếu khoảng 99% số phiếu cho thấy ông Trump hiện đang dẫn đầu với khoảng 51% số phiếu bầu. Theo sau là ông Ron DeSantis khoảng 21% và bà Nikki Haley khoảng 19%. Chiến thắng áp đảo của ông Trump không nằm ngoài dự đoán trước đó mà là NBC News, tờ Des Moines Register và hãng truyền thông Mediacom đưa ra. Các kết quả thăm dò của các đơn vị này cho thấy cựu Tổng thống Trump có ưu thế vượt trội với tỷ lệ ủng hộ là 48%. Trong khi đó, ứng cử viên về thứ tư tại bang Iowa là tỷ phú Vivek Ramaswamy đã tuyên bố rời khỏi cuộc đua giành lá phiếu để cử ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Joe Biden viết dường như ông Donald Trump đã chiến thắng tại bang Iowa. Tại thời điểm này, ông ấy là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Giáo sư Julian Zelizer, chuyên nghiên cứu về quan hệ công chúng tại Đại học Princeton của Mỹ nói, ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa và cuộc bỏ phiếu đầu tiên ở Iowa đã xác nhận điều này. Iowa là bang đầu tiên của Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa thông qua hình thức họp kín. New Hampshire là bang thứ hai, với cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 1. Tiếp đó, Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức các cuộc họp kín vào ngày 8 tháng 2 tại bang Nevada, trước khi tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina vào ngày 24 tháng 2. Theo tờ Wall Street Journal, trong lúc ông Trump chiếm vị thế áp đảo tại Iowa, bà Haley lại quan tâm tới New Hampshire. Nữ cựu thống đốc bang South Carolina này không vận động mạnh mẽ tại Iowa, mà thay vào đó đặt hy vọng vào New Hampshire. Bà đang giành được chỗ đứng tại New Hampshire và các cuộc thăm dò mới đây cho thấy sự ủng hộ đối với ông Trump tại New Hampshire giảm nhẹ trong những tháng gần đây. Về phía đảng Dân Chủ, lịch tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ đã được điều chỉnh. Theo đó, quá trình bỏ phiếu của đảng này sẽ diễn ra trước tiên ở những bang có sự đa dạng về văn hóa và dân cư trước khi tiến hành ở bang Iowa. Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu năm nay ở Iowa của đảng này đã chuyển từ hình thức họp kín sang bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu trực tuyến. Kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại bang Iowa sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2024 chiến thắng áp đảo của ông donald trump trong vòng bầu cử sơ bộ ở bang iowa khiến nhiều thành viên đảng cộng hòa vui mừng nhưng lại tạo ra nỗi lo âu với phe dân chủ những người đang đặt nhiều niềm tin vào chiến dịch tái tranh cử của tổng thống joe biden nỗi lo lắng lớn đến mức một số đảng viên dân chủ đã kêu gọi ông biden phải có cách tiếp cận mới nếu không muốn cựu tổng thống trump thành công trở lại nhà trắng nhiều người cho rằng chiến dịch tranh cử của ông biden cần có thông điệp mạnh mẽ và đa dạng hơn Bản thân ông chủ nhà trắng cũng cần quyết liệt hơn nữa trong hành động. Họ tin rằng nếu không thay đổi, chiến dịch sẽ khó lòng thu phục những cử tri độc lập hoài nghi hay những đảng viên dân chủ đang thất vọng trước nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Biden. Một số thành viên cấp cao trong Đảng Dân chủ cũng nêu quan ngại về cấu trúc, chiến lược và thông điệp mà chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đưa ra. Chiến dịch của tổng thống Biden gần đây cũng đã cho thấy dấu hiệu đang tăng tốc. Đặc phái viên về khí hậu của nhà trắng, John Kerry và giám đốc cơ sở hạ tầng Mitch Landrieu đều tuyên bố rời bỏ các chức vụ trong chính phủ. Họ được cho là sẽ đảm nhận những vai trò mới trong chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, theo nghị sĩ dân chủ Benny Thompson, cả hai đều là đàn ông da trắng và điều này không thực sự tốt cho tính đa dạng của chiến dịch. Ông nói rằng, tổng thống Biden cũng cần thu nạp thêm những nhân viên da màu, người Latin, người châu Á. Một thực tế khác khiến các đảng viên dân chủ lo âu là việc Tổng thống Biden đang bị tụt lại so với ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận ở những bang chiến trường quan trọng như Arizona, Georgia, Michigan hay Nevada. Trước đó, phát biểu khởi động chiến dịch tái tranh cử, ông Joe Biden đã cảnh báo nền dân chủ Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nếu người tiên nhiệm ám chỉ ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khởi động chiến dịch tái tranh cử của mình bằng những lời chỉ trích gay gắt đối với đối thủ tiềm năng là cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Biden đánh dấu 3 năm kể từ các cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại đồi Capitol của những người ủng hộ ông Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 bằng bài phát biểu tranh cử lớn đầu tiên trong năm gây áp lực lên ông Trump và cam kết rằng sẽ coi việc bảo vệ và duy trì nền dân chủ là lời hứa trọng tâm của mình trong cuộc tranh cử này. Phát biểu trong sự kiện tranh cử tại bang Pennsylvania, Tổng thống đương nhiệm Biden nhấn mạnh, dân chủ chính là nội dung của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Ông Biden đồng thời cảnh báo nền dân chủ Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nếu người tiên nhiệm của ông ám chỉ ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Ông Trump đã tranh cãi về thất bại của mình trong cuộc bầu cử năm 2020, khiến hàng nghìn người ủng hộ ông tấn công đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 làm 5 người thiệt mạng và hàng chục cảnh sát bị thương. Đáp lại, cựu tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố nóng ngay sau đó. Ông Trump cảnh báo có thể truy tố ông Biden nếu trở lại Nhà Trắng. Tuyên bố này được đánh giá là động thái nhằm gây chú ý trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang Iowa của Đảng Cộng hòa. Theo cựu tổng thống Trump, nếu cá nhân ông không được miễn trừ truy tố thì ông Biden cũng sẽ không được miễn trừ với các cáo buộc như cho phép hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp bỏ rơi Afghanistan và bỏ lại hàng chục tỷ đô la vũ khí, con tin và có cả công dân Mỹ. Ông này cũng không quên đe dọa sẽ truy tố Tổng thống Biden nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối năm nay. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi các thẩm phán Mỹ không đồng ý với tuyên bố rằng ông được miễn trừ các cáo buộc hình sự vì cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Trước đó, các luật sư của ông Trump cho rằng không nên truy tố các cựu Tổng thống vì những hành động mà họ đã thực hiện khi còn đương chức. Dự kiến trong tháng 3 tới, ông Trump sẽ phải ra tòa phúc thẩm với cáo buộc hình sự về tội danh lật đổ bầu cử. Trong một diễn biến khác, tờ Wall Street Journal cho rằng thống đốc Florida Ron DeSantis nên dừng tranh cử tổng thống Mỹ khi không có triển vọng nào để thắng ông Trump và bà Haley. Bài viết được đăng sau khi bang Iowa tổ chức vòng sơ bộ đầu tiên để chọn ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, trong đó cựu tổng thống Donald Trump giành chiến thắng áp đảo với 51% số phiếu bỏ xa hai đối thủ là thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Các ứng viên khác của đảng Cộng Hòa như doanh nhân Vivek Ramaswamy và cựu thống đốc Arkansas Asa Hutchinson đã thông báo dừng tranh cử sau cuộc bỏ phiếu ở Iowa và quyết định dành sự ủng hộ cho ông Trump. Với diễn biến này, ba ứng viên còn lại trên đường đua của đảng Cộng Hòa là ông Trump, ông DeSantis và bà Haley. Tờ báo đánh giá kết quả bầu cử ở Iowa thể hiện sức mạnh mang tính tổ chức mà cựu Tổng thống Trump không nhận được hồi năm 2016. Khi đó, ông giành được 24% số phiếu ở Iowa để thua Thượng nghị sĩ Ted Cruz, người có tỷ lệ 28%. Nhiệm kỳ không thành công của Tổng thống Joe Biden cùng với tỷ lệ ủng hộ suy giảm với ông chủ Nhà Trắng còn góp phần làm lu mờ lập luận ông Trump không thể đắc cử. Bốn vụ truy tố và những nỗ lực nhằm loại tên cựu tổng thống khỏi phiếu bầu càng khiến nhiều người cộng hòa tăng ủng hộ ông Trump. Liên quan đến vụ tấn công Iraq của Iran vừa qua đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, thậm chí suýt trúng các tòa lãnh sự quán Mỹ đẩy Tehran và Washington tiến gần hơn đến đối đầu quân sự. Ali Sofan, một cựu điều tra viên chống khủng bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI mới đây đã lên tiếng cảnh báo cuộc tấn công tên lửa vào đêm ngày 15 tháng 1 năm 2024 của Iran vào Iraq suýt trúng các tòa nhà lãnh sự quán Mỹ đã khiến Tehran và Washington tiến gần hơn đến đối đầu quân sự. Cảnh báo trên được ông Ali Sofan đưa ra khi căng thẳng ở Biển Đỏ leo thang với việc Mỹ tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen hôm 15 tháng 1. Ông Sofan nói rằng lập trường cứng rắn của Iran có nghĩa là nước này ủng hộ các cuộc tấn công vào lợi ích của Mỹ và đồng minh, khiến các quan chức lầu năm góc chịu áp lực phải phản ứng mạnh mẽ. Dựa vào nhận định của ông Sofan, nhiều chuyên gia đã đặt ra câu hỏi là liệu Mỹ và Iran có hướng tới xung đột hay không? Trong nhiều tháng, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Iraq đã bắn tên lửa vào các căn cứ của Mỹ và các mục tiêu phương Tây ở miền Bắc Iraq nhưng những tên lửa mới nhất này do IRGC chính thức tuyên bố là nghiêm trọng và Mỹ có thể buộc phải đáp trả mạnh mẽ. Gần đây nhất, video trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc nhiều quả đạn lao xuống tạo ra những quầng lửa và tiếng nổ lớn gần thành phố Ebin. Ba nguồn tin an ninh giấu tên cho biết các vụ nổ xảy ra cách Ebin khoảng 40 km về phía đông bắc, gần lãnh sự quán Mỹ và nhiều khu dân cư. Một tên lửa rơi trúng nhà quan chức tình báo cấp cao của lực lượng người quốc trong khi một quả đạn đánh vào trung tâm tình báo của họ. Ít nhất 4 người chết và nhiều người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương. Hai quan chức Mỹ nói rằng không có cơ sở hạ tầng nào của Washington bị ảnh hưởng bởi đòn tập kích. Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin. Được biết, Iran có đường biên giới dài ở phía đông với Iraq và có ảnh hưởng kinh tế chính trị đáng kể với nước láng giềng. Thành phố Ebin thủ phủ khu tự trị Kurdistan phía bắc Iraq là nơi đặt lãnh sự quán Mỹ và căn cứ của những nhóm dân quân người quốc được Washington hậu thuẫn. Cuộc không kích được cho là nghiêm trọng và Mỹ có thể buộc phải đáp trả mạnh mẽ. Điều này có nguy cơ đẩy khu vực tới một cuộc chiến toàn diện giữa Mỹ và Iran và Vương quốc Anh sẽ tham gia. Tuyên bố rằng Israel có các điệp viên Mossad ở Ebin, miền bắc Iraq, có thể khiến nước này trở thành mục tiêu của Iran căng thẳng đang tăng cao và Mỹ rất có thể đang xem xét các cuộc tấn công có chủ đích lớn nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ và đồng minh đang chuẩn bị cho khả năng trả đũa của Houthi sau những ngày không kích liên tiếp nhằm vào nhóm phiến quân ở Yemen, hành động được ví như chọc tổ ong bắp cày Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung Đông của Không quân Mỹ cho biết họ đã tấn công hơn 60 mục tiêu tại 16 địa điểm ở Yemen, bao gồm các căn cứ chỉ huy và kiểm soát, kho đạn dược, hệ thống phóng, cơ sở sản xuất và hệ thống radar phòng không. Tiếp đó, quân đội Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu của lực lượng hậu thi ở Yemen, dù quy mô nhỏ hơn. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên, đây là một hành động quan trọng và được thực hiện với kỳ vọng sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng của hậu thi trong việc thực hiện chính xác các hành động tấn công mà họ đã tiến hành trong những tuần gần đây. Nhóm chiến binh tại Yemen đã thề sẽ đáp trả. Kể từ năm 2014, nhóm này đã gây chiến với chính phủ Yemen được phương Tây công nhận và hiện kiểm soát thủ đô Sana và hầu hết miền Bắc Yemen. Nasreddin Amr, phó thư ký thông tin của lãnh đạo Houthi, Ansa Allah cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại chúng tôi sẽ bị đáp trả một cách tuyệt đối, không chút nghi ngờ, bằng tất cả sức mạnh và quyết tâm, và khu vực sẽ đứng trên bờ vực leo thang mà không ai biết được kết cục của nó. Theo tờ Newsweek, chỉ riêng các cuộc tấn công của phương Tây sẽ không ngăn được Houthi. Nhóm đã vượt qua thành công cuộc chiến kéo dài gần một thập kỷ với Ả Rập Xê Út và các đồng minh trong khu vực. Bilal Saab, một thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông ở Washington, đồng thời là giám đốc chương trình quốc phòng và an ninh của tổ chức này, nói với Newsweek về các mối đe dọa trả đũa của Houthi. Ông Saab nói, tôi không nghĩ họ chỉ dọa, họ sẽ đáp trả. Họ nhìn thấy cơ hội trong cuộc chiến với quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Chúng ta có thể thấy rằng phản ứng của phương Tây sẽ không hiệu quả, có những rủi ro và hậu quả. Tuy nhiên chúng ta vẫn cảm thấy bị buộc phải theo đuổi cách tiếp cận đó, cả vì lý do chính trị lẫn chiến lược. Chuyên gia này nói thêm Tôi không nghĩ rằng việc không hành động là một lựa chọn. Mọi phương án được đưa ra cho Tổng thống Joe Biden đều tệ. Vấn đề là chọn phương án ít tệ nhất. Lầu Năm Góc cho đến nay chưa thấy bất kỳ hành động trả đũa trực tiếp nào nhằm vào Mỹ hoặc các thành viên liên minh khác. Quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy một số phản ứng. Quan chức thi có tên là Ammer cho biết, bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại chúng tôi đều không có lý do chính đáng, vì đó chỉ là sự hỗ trợ cho việc Israel tiếp tục giết hại những người dân Palestine bị áp bức. Trong khi đó, Bilal thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông ở Washington nói rằng một chiến dịch dài hạn chống lại nhóm Yemen có thể khiến tổ chức này suy yếu nếu không muốn nói là bị đánh bại. Nhưng để đi đến đó, liệu quyết tâm của phương Tây có còn tồn tại hay không? Liệu khả năng đó còn tồn tại khi chúng cũng rất cần thiết ở các chiến trường khác hay không? Nếu người hâu thi đánh trả như dự báo, Mỹ và các đồng minh có thể rơi vào một trận chiến ăn miếng trả miếng khác. Ông Saab nhận xét, chúng ta đã đánh chúng tổ ong bắp cầy, đó sẽ là một chiến dịch được duy trì liên tục trong trường hợp người hầu thi đáp trả. Ông nói thêm, Houthi thực sự được hưởng lợi từ cuộc đụng độ với người Mỹ vì đủ loại lý do. Nó khiến người dân địa phương và bất kỳ ai theo dõi Houthi sẽ mất tập trung khỏi sự quản lý tồi tệ của họ ở Yemen. Nó củng cố uy tín của họ với tư cách là bên duy nhất thực sự đối đầu với Mỹ. Vì vậy, có cơ hội cho họ. Về cuộc đối đầu đang diễn ra giữa Mỹ và Houthi, ông Saab cho rằng, đây thực sự không phải là một trò chơi dành cho hai người chơi. Đây còn là một trò chơi có sự tham gia của người Iran. Sự gia tăng xung đột hiện nay giữa lực lượng Houthi ở Yemen và liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ có lợi cho nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn theo nhiều cách. Theo một số nhà phân tích, trên thực tế nhóm này đang được ủng hộ nhiều hơn. Hisham Al-Omeshi, cựu giám đốc trung tâm nghiên cứu thông tin của Washington về Yemen cho hay, Houthi đang tìm kiếm cơ hội đối đầu với Mỹ. Trong 8 năm qua, nhóm này vẫn thường nói rằng họ đang có chiến tranh với Mỹ và Israel. Vì thế, đây là cơ hội vàng mà họ cần tận dụng. Yemen đã rơi vào tình trạng chiến tranh kể từ năm 2014, khi nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn bắt đầu nổi dậy chống chính phủ do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. 9 năm giao tranh đã khiến Yemen bị chia cắt. Houthi kiểm soát khu vực miền Bắc và miền Tây, bao gồm eo biển Bab el Mandeb dẫn ra biển đỏ. Khu vực miền Nam do chính phủ được quốc tế công nhận và các đồng minh trong nước kiểm soát. Các bộ lạc địa phương thống trị khu vực phía Đông. Theo Liên Hợp Quốc, cơ sở hạ tầng của Yemen đã bị hư hại nặng nề và xung đột kéo dài đã khiến người dân nước này rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Trong khi đó, lực lượng Houthi đang đàm phán với Ả Rập Xê Út về lệnh ngừng bắn kéo dài. Cuối tháng này, đặc phái viên Mỹ về Yemen, Tim Lenderking, dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận hòa bình giữa Ả Rập Xê Út và Houthi. Ông An Omesi nói, bằng cách buộc Ả Rập Xê Út chấp nhận họ là chính phủ quốc gia của Yemen, Houthi hy vọng rằng phần còn lại của thế giới sẽ làm theo và họ sẽ có tính hợp pháp quốc tế. Thomas Juno, phó giáo sư tại Đại học Ottawa ở Canada và là nhà phân tích về Trung Đông cho biết, cho đến nay chỉ có Iran công nhận Houthi là chính phủ hợp pháp của Yemen. Ông Juno nhấn mạnh, bằng cách bắt giữ tàu, phóng tên lửa, đàm phán với Ả Rập Xê Út, Houthi muốn buộc cộng đồng quốc tế phải thỏa thuận với họ. Họ muốn khẳng định mình là thành viên chủ chốt trong trục kháng chiến của Iran, đề cập tới mạng lưới các nhóm được Iran hậu thuẫn trên khắp khu vực chống lại Mỹ và Israel. Lực lượng Houthi cho biết các cuộc tấn công của nhóm này nhằm vào tàu chở hàng ở Biển Đỏ là nhằm buộc Israel chấm dứt cuộc xung đột ở giải Gaza. Abdul Ghani Al-Iriani, nhà nghiên cứu cấp cao tại Tổ chức Tư vấn Yemen thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana, nhận định nhiều người ủng hộ Houthi vì sự ủng hộ của nhóm này với người Palestine. Ông nói thêm rằng Houthi đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này vào ngày họ bắn quả tên lửa đầu tiên. Theo ông Mohamed Al-Iriani, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Yemen, Houthi không tìm kiếm một chiến thắng quân sự trong xung đột ở Biển Đỏ. Thực tế, Liên minh Hải quân do Mỹ dẫn đầu chống lại người Houthi cũng không đạt được chiến thắng quân sự. Ông Al-Iriani nói, điều này tạo cơ hội để Houthi tiếp tục các hành động khiêu khích và chiến lược của họ dường như xoay quanh kỳ vọng rằng Mỹ hiện đang bận tâm tới chính trị bầu cử trong nước có thể bị hạn chế về khả năng phản ứng. Hơn nữa, đây dường như là một cuộc xung đột ít tốn kém đối với lực lượng Houthi một cuộc tấn công bằng UAV vào một tàu chở hàng ở Biển Đỏ tốn khoảng 1.200 đô la Mỹ, trong khi đối với liên minh do Mỹ dẫn đầu, chi phí cao hơn đáng kể, khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ cho mỗi quả bom. Ông An Omesi cảnh báo, ngay cả một cuộc tấn công trên bộ cũng sẽ mang lại lợi ích cho hầu thi. Ông An Omesi nói, việc triển khai lực lượng trên bộ sẽ củng cố tính hợp pháp của hầu thi không chỉ ở Yemen mà còn trong khu vực. Trong vài tuần qua, chúng tôi đã thấy một xu hướng ngay cả những người chống Houthi cũng đã thay đổi và chuyển sang ủng hộ nhóm này. Đồng thời cho biết thêm, Houthi cũng đã tận dụng cuộc xung đột ở Gaza để phát động một đợt tuyển mộ quy mô lớn. Ông An Omeisi kết luận, cũng cần phải nhắc lại rằng Yemen là một đất nước có 80% dân số cần viện trợ và nhiều người đang trong cảnh nghèo khó. Nếu tình huống này tạo cơ hội cho họ có việc làm trong quân đội hoặc một trong các phe phái khác, họ sẽ tận dụng Người Yemen không muốn chiến tranh, nhưng nếu điều đó buộc phải xảy ra, họ sẽ là những chiến binh khá giỏi như họ đã thể hiện trong 8 năm qua. Mỹ và Anh tuyên bố các cuộc không kích của họ là để trả đũa các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, mục đích của họ là nhằm phá vỡ và làm suy giảm khả năng của lực lượng Houthi. Nhưng bất kể ý định hay thiệt hại gây ra cho lực lượng Houthi là gì, các cuộc tấn công của phương Tây có thể mang lại lợi ích cho nhóm này củng cố tuyên bố rằng họ đang chiến đấu chống lại đối thủ nước ngoài đang tấn công Yemen. Điều này sẽ chỉ giúp Houthi thu hút thêm sự ủng hộ cả trong nước cũng như trong khu vực. Hãng thông tấn Tasnim Iran đưa tin, Mỹ đang sơ tán căn cứ quân sự Hemo gần sân bay ở thành phố Kamisli ở phía đông bắc Syria sau khi căn cứ này liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang ở Iraq. Nằm cách sân bay là 4 km về phía tây, căn cứ Hemo được coi là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Mỹ tại Syria với 350 quân nhân. Theo Tasnim, căn cứ Hemo là nơi quân đội Mỹ huấn luyện các tay súng thuộc lực lượng dân chủ Syria SDF. Mới đây, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã kêu gọi các nhóm phản kháng người CIA ở nhiều quốc gia Ả Rập tấn công kẻ thù ở bất cứ đâu. Các nhóm vũ trang tự xưng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Hemo. Trước đó, các nhóm vũ trang này cho biết họ đã tấn công một căn cứ khác của Mỹ gần mỏ khí đốt Koniko, ở tỉnh đây, Ejo ở miền đông Syria. Ngoài ra, một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở gần sân bay quốc tế Erbil ở miền bắc Iraq. Các quan chức Mỹ khẳng định hầu hết các cuộc tấn công đều không trúng mục tiêu nhờ hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, đồng thời cáo buộc Iran hậu thuẫn các vụ tấn công này. Trước đó, những quả rocket nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng đông bắc Syria trong chiến dịch trả thù cho Gaza sau khi giao tranh tái diễn giữa Israel và phong trào Hamas ở giải đất ven biển đang bị phong tỏa của Palestine. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, SOHR, rocket đã tấn công khu vực lân cận của một căn cứ của Mỹ gần thành phố Al-Sadadi ở phía đông bắc Syria. SOHR nhận định những quả đạn này có thể do lực lượng kháng chiến Hồi giáo do Iran hậu thuẫn ở Iraq phóng từ khu vực biên giới Iraq và lãnh thổ Syria. Quân đội Mỹ đã gửi lực lượng tăng viện đến một căn cứ quân sự khác ở thị trấn Kharab Anjer. Căn cứ này được Mỹ sử dụng làm trạm tập trung các phương tiện quân sự nhằm triển khai những hoạt động bên trong lãnh thổ Syria do nằm gần biên giới Syria-Iraq. Iran nhiều lần khẳng định Tehran không liên quan đến những hành động tấn công các lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq. Trong thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Sayid Iravani khẳng định các cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ. Trước diễn biến căng thẳng ở khu vực Trung Đông, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujaric, nêu rõ Liên hợp quốc rất quan ngại trước thông tin lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Syria và Iraq. Ông kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, tránh làm gia tăng hơn nữa tình hình khu vực và gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Theo ông Duzaric, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nhấn mạnh tất cả mối quan ngại an ninh giữa Iraq và Iran cần được giải quyết thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình, phù hợp với những nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ láng giềng tốt đẹp. Theo một tuyên bố của IRGC, lực lượng này đã phóng một loạt tên lửa nhằm vào các cơ sở nguy hiểm và có liên quan đến cơ quan tình báo Mossad của Israel tại Syria và khu vực người quốc ở Iraq nhằm đáp trả các cuộc tấn công cấp đi mạng sống của nhiều người Iran. Trong diễn biến liên quan, mới đây, tướng Ami Ali Hajizadeh, tư lệnh không quân vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGCAF, cho biết lực lượng này đã khai hỏa bốn tên lửa đạn đạo tầm trung Khaybashekan từ trận địa ở tỉnh miền nam Khuzestan nhằm vào cơ sở khủng bố của phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại tỉnh Idlib miền bắc Syria. Khoảng cách giữa hai địa điểm là khoảng 1.280 km đánh dấu đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo xa nhất từng được Tehran tiến hành. Đây là một trong những đợt tấn công dữ dội của Iran nhằm vào loạt quốc gia trong khu vực, dường như nhằm thể hiện khả năng tiến hành đòn tập kích chính xác ở tầm xa và phát tín hiệu cảnh báo đến Israel. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!